Ngắn đinh chân sâu lâu năm nặng cỡ này, liệu Mai Sa có loại bỏ thành công hay không? Ngày hôm nay Mai Sa trả kết quả, làn da của chị khách hàng này không còn nám đinh nữa và căng hơn, mướt hơn, mịn màng hơn rất là nhiều luôn. Em sẽ lau cho tất cả các chị em mình cùng xem nè. Không có miếng phấn nào hết trơn nha các chị nha. Mình có nhớ cái tình trạng da ban đầu của mình trước khi tới với nhà Mai Sa không? Da ban đầu của em là bị nám trinh đinh rất là nhiều, mảng bám ở đây và rất là sâu, đậm nữa. Tầm 8 năm rồi, đi ra ngoài đường nói chung là mình không có tự tin á. Lúc nào cũng muốn, chỉ muốn là mang khẩu trang vô thôi, không có muốn bỏ khẩu trang ra luôn. Cũng rất là buồn luôn. Được các cô với lại chị của mình á, đã đến đây làm da rồi. Dòng họ nhà mình hầu như là đến đây rất là nhiều, cải thiện rất là nhiều. Hầu như là hết thì mình rất là tin luôn. Thấy rất là ok thì mình cũng đến đây thử. Mình thấy làm đã giảm cho mình được hơn 90% rồi. Trước đây là rất là đậm, rất là sâu. Mình nghĩ là không có hết. Khi mà đến đây thì dịch vụ rất là ok, giá cả rất là hợp lý. Và quan trọng đó là đã giúp cho mình hết sạch nám. Cho nên là hôm nay rất là tự tin luôn, tháo khẩu trang ra ngoài rồi. Cho nên là mọi người không có phải lo về chi phí. Phụ nữ của mình đó là phải đi tìm hiểu đúng nơi, đúng chỗ. Đi những cái thẩm mỹ viện khác mình chưa có tìm hiểu kỹ thì vừa là không hết này, vừa bị mất tiền nữa. Cứ đến Melissa là cảm thấy là rất là tự tin luôn. Và cũng cảm ơn chị Melissa giúp cho chị em phụ nữ là càng ngày càng tự tin, tỏa sáng hơn. Chúc chị sẽ luôn thành công trên cái con đường thẩm mỹ, giúp cho tất cả chị em phụ nữ luôn tỏa sáng. Cảm ơn chị rất là nhiều nhé.